bài của huấn luyện viên xuất sắc, những cầu thủ rất chuyên nghiệp thể hiện hết khả năng của mình. Tôi chỉ mong một bàn thắng nữa là được 5 sao. Bây giờ chỉ là 4 thôi. Để Việt Nam đá trên sân Đông Nhất rất là vui ạ. Các bàn thắng đều là cấp đặc biệt qua xử lý qua Văn Quyết hay là qua xử lý của Tấn Tài. Ghi qua thứ ba rất là đẹp. Lâu lắm rồi mình mới được đón xem cái đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ mình bây giờ nó tiến bộ nhanh quá. Cái siêu phẩm của Hoàng Quang Đức rất tiếc là không có được ghi bàn. Đội pha đội đầu của Hồ Tấn Tài. Coi mà thấy thời gian nó qua quá nhanh. Ước gì nữa thời gian nó được kéo dài như là khoảng trên 120 phút.